Kính chào quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay, ngày 17 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo đỉnh lũ cao nhất tại các huyện đầu nguồn sẽ xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 10. Quy định mới về chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Afghanistan sau một năm Taliban trở lại nắm quyền. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn cấp cao thường niên về một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025. Khung đối tác một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025 được ký kết ngày 23 tháng 3 năm 2022 với 32 đối tác thành viên chính thức. Từ khi ký kết tới nay, đã có trên 50 chương trình, dự án đang được chuẩn bị và thực hiện nhằm triển khai kế hoạch. Diễn đàn tập trung trao đổi những giải pháp về giảm nguy cơ làm phát sinh và lan truyền tác nhân gây bệnh trong mối tương tác con người, động vật, hệ sinh thái, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, quản lý, giám sát và ngăn chặn kháng kháng sinh, phục hồi tái thiết và kiểm soát rủi ro dịch bệnh mới nổi và tái nổi gây ra, kiểm soát tác nhân môi trường có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, động vật và thực vật. Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đề xuất các nội dung về cập nhật, điều chỉnh nhằm giải quyết những hạn chế và tồn tại của các quy định hiện hành liên quan tới dịch bệnh lây lan từ động vật sang người, đặc biệt là dịch bệnh từ chuỗi cung ứng động vật hoang dã, nhằm bảo đảm sự tham gia đa ngành và thống nhất của các bên liên quan. Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong áp dụng phương pháp tiếp cận một sức khỏe từ năm 2003, khi cả thế giới chứng kiến đại dịch SARS và cúm gia cầm. Từ đó đến nay, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia tiêu biểu trong thực hiện những cam kết trong chương trình an ninh y tế toàn cầu và những cam kết của chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa và thành phố Tân An tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các dự án khu dân cư, tái định cư trên địa bàn. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng ra soát, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với trường hợp chủ đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ theo chủ trương đầu tư hoặc là giấy chứng nhận theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư dự án khu dân cư, tái định cư đảm bảo tiến độ hoàn chỉnh dự án theo thời điểm cam kết hoàn thành để đủ điều kiện bàn giao cho địa phương quản lý. Đối với các trường hợp có phần đất chưa đền bù giải phóng mặt bằng, ranh giới còn tranh chấp, diện tích đất hạ tầng xã hội như trường học không đảm bảo theo quy chuẩn, việc chọn vị trí đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải có vướng mắc, chủ đầu tư cần có văn bản giải trình cụ thể và đề xuất chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ vướng mắc hoặc là điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay thì ngành chức năng đã chi hơn 26 tỷ đồng hỗ trợ tiền tạm cư cho gần 1.300 hộ dân phải di dời phục vụ sân bay Long Thành. Chính sách hỗ trợ tạm cư cho người dân vùng sân bay Long Thành được triển khai từ cuối năm 2021. Chuyển sang những thông tin khác trên lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, những năm qua, tình hình thiên tai dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, làm thiệt hại về nhà cửa, diện tích sản xuất, cây trồng vật nuôi. Trước thực trạng đó, từ năm 2017 cho đến nay, thực hiện Nghị định số 02 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, với kinh phí là hơn 14 tỷ đồng. 5 năm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ về cây trồng bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai hơn 13,6 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực chăn nuôi thú y, tỉnh đã thẩm định và đề nghị hỗ trợ tiêu hủy gia súc gia cầm, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Chủ yếu là bệnh tai xanh trên heo, bệnh cúm gia cầm, bệnh nấm mầm lông móng trên gia súc. Nhìn chung, Nghị định 02 của Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi trong vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, nhằm giảm gánh nặng cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thưa quý vị,
Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Long An, thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm 2022 tại các huyện đầu nguồn phía Bắc của tỉnh vào khoảng nửa cuối tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên thì vào cuối tháng 7 vừa qua, do kết hợp với mưa tại chỗ, triều cường và nước thượng nguồn đổ về, đã xảy ra đợt nước lên gây ngập cục bộ một phần diện tích những vùng trũng thấp của các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và Tân Thành. Thông tin từ Chi cục Phát triển Nông nghiệp và Thủy lợi tỉnh, tại các huyện vùng Đồng Tháp 10, diện tích lúa hè thu 2022 không bị ảnh hưởng lũ nhiều. Tuy nhiên, thì diện tích lúa thu đông 2022 trên địa bàn thị xã Kiến Tường có khoảng gần 2.000 hecta và huyện Tân Hưng có khoảng 4.600 hecta có thể bị ảnh hưởng ngập lũ vì các tuyến đê nhiều năm qua các địa phương ít gia cố, tôn cao có khả năng bị sạt lở và sụt lún. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Cần Chuột đã chủ động phối hợp cùng với đơn vị liên quan, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân, qua đó giúp cho nông dân tại địa phương có nhiều cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Theo đó, thì Hội Nông dân huyện tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm chủ lực của huyện, đồng thời ký kết tiêu thụ sản phẩm cho 8 hợp tác xã, tổ hợp tác, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, ký hợp đồng nhận hơn 45 nông dân với 20 tấn lúa giống, 16 tấn phân bón các loại. Đồng thời, cùng Phòng Nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho nông dân, xây dựng 7 điểm nhà lưới, 30 điểm phun tưới tự động, 60 hộ sử dụng phân hữu cơ sinh học và 3 hecta trồng lúa chất lượng cao ST25. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Về thủ tục chuyển trường, đối với học sinh trung học cơ sở, trường hợp chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến sẽ tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến sẽ tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú. Trường hợp học sinh trung học phổ thông chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến sẽ tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến sẽ tiếp nhận và giới thiệu về trường. Thưa quý vị, từ lâu, chợ đêm đã dần gắn liền với cuộc sống của người dân. Nhiều người kết thúc công việc một ngày cũng là lúc những người kinh doanh buôn bán tại chợ đêm bắt đầu với công việc của mình. Nhịp sống ở chợ đêm tuy nhộn nhịp, nhưng với những người buôn bán tại đây, có cả niềm vui và nỗi buồn. Bán phụ kiện quần áo hơn 3 năm nay tại chợ đêm, ít ai biết anh Tân phải vượt qua hơn đoạn đường trên 20 cây số từ Thạnh Quá đến đây để buôn bán. Dẫu cực, nhưng công việc buôn bán về đêm này giúp cho anh có nguồn thu nhập, lo cho gia đình, nuôi dưỡng ước mơ đến trường cho các con. Còn đêm thì nó cũng hơi mệt, nhưng mà thấy nó vui, chợ đông em thấy cũng vui, khoái, ra để bán. Chiều 4 giờ rồi, tối tới 9 giờ rưỡi rồi bắt đầu dọn rồi. Cuối tuần nhiều, đi gia đình nó cũng đi cũng nhiều lắm. Cũng muốn gắn bó lâu dài với buôn bán, ngày buôn bán này nó cũng khỏe. Chợ đêm Tân An có khoảng 230 gian hàng kinh doanh, hoạt động từ 17 đến 23 giờ hàng đêm, với lượng khách đông và nhộn nhịp. Bên cạnh kinh doanh quần áo, phụ kiện, chợ đêm còn có nhiều quán ăn uống phục vụ nhu cầu ẩm thực về đêm của người dân. Tại vì ở đây thì thấy giá nó cũng phải chăng, ăn đồ ăn thì nó cũng ngon, cũng sạch sẽ, cũng vệ sinh. Đồ bán ở đây thì nó cũng hợp với túi tiền, thấy cũng vui, nhộn nhịp. Tết với lại những cái ngày mà thứ bảy chủ nhật thì đông hơn, những ngày thứ thì cũng tương đối, nói chung là cũng được, nhưng mà thấy muốn ăn là đi ăn à. Buôn bán vất vả dữ lắm, mưa gió rồi vất vả dữ lắm, trời mưa là thôi lỗ đó, trời nắng như cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì bán đỡ đỡ chút, quan trọng là cái lẩu á, lẩu mà đủ thứ, có nhiều người từ hồi ra bán bây giờ cũng lợi ăn thường thường á. Nhọc nhằn, nhưng mỗi khi về đêm thì các tiểu thương lại bắt đầu với công việc của mình. Dẫu có vất vả, nhưng niềm vui được mưu sinh với nghề đã góp phần tạo nên một nét đẹp đặc trưng giữa lòng thành phố Tân An. Với nhịp sống chợ đêm vẫn cứ tiếp tục với nụ cười của tinh thần lao động hăng say, với những ánh đèn, những dòng xe nối đuôi nhau. Đã tròn một năm ngày phong trào Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Đến nay, dù tình trạng bạo lực đã giảm xuống đáng kể, song người dân quốc gia Trung Nam Á vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn,
từ những quy định hà khắc cho đến tác động của khủng hoảng kinh tế. Hiện Taliban chưa có tuyên bố chính thức về việc tổ chức hoạt động chào mừng chính thức để đánh dấu sự kiện một năm trở lại nắm quyền, dù dự kiến sẽ tổ chức một vài sự kiện. Truyền hình quốc gia Afghanistan cũng cho biết sẽ phát sóng các chương trình đặc biệt. Về phần mình, các thành viên Taliban đã bày tỏ vui mừng khi lực lượng này đã giành được quyền lực, dù vẫn quan ngại về khủng hoảng kinh tế hiện nay. Còn đối với người dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, việc Taliban trở lại nắm quyền đã dẫn đến nhiều quy định hà khắc. Dù người dân Afghanistan thừa nhận tình trạng bạo lực đã giảm xuống đáng kể sau khi Taliban nắm quyền, nhưng khủng hoảng nhân đạo ở nước này vẫn chưa được cải thiện. Theo các số liệu vừa công bố, kinh tế Nhật Bản trong quý 2 năm nay đã tăng trưởng cao hơn quý trước đó và cao hơn cùng kỳ năm ngoái, sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp. Thông báo của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho hay, trong quý 2, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của nước này ước đạt hơn 4.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với quý trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ 3 liên tiếp, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tăng trưởng dương. Như vậy, GDP thực tế của Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt qua mức trước đại dịch, là hơn 540.000 tỷ yên của quý 4 năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu giúp kinh tế Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng dương là do đã gỡ hầu hết biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, giúp chi tiêu dùng cá nhân vốn chiếm hơn 50% GDP, tăng 1,1% trong quý báo cáo. Bên cạnh đó, xuất khẩu của Nhật Bản cũng hồi phục mạnh. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mới đây nhận định, lĩnh vực du lịch y tế của nước này đang phát triển nhanh chóng nhờ sự sụt giảm của đồng nội tệ giúp giảm chi phí điều trị, cũng như những lợi thế trong hoạt động thẩm mỹ đang mang lại cho nước này một vị thế có tính cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu. Theo số liệu chính thức, Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 1 năm 2022 đã đón khoảng 285.000 lượt du khách y tế. Ước tính đến cuối năm nay, thu nhập từ lĩnh vực này của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt tới 3 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Du lịch Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các liệu pháp điều trị y tế tại nước này, trong đó có các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, có mức giá rẻ hơn rất nhiều so với các nước khác ở châu Âu. Do đó đã thu hút khoảng 550.000 lượt khách nước ngoài trong nửa đầu năm 2022. Con số này khá ấn tượng khi so với mức 750.000 lượt du khách ghi nhận trong cả năm 2019. Theo Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hỗ trợ của chính phủ, doanh thu từ lĩnh vực du lịch y tế có thể tăng lên 5 tỷ đô la Mỹ trong ngắn hạn và tiếp tục tăng lên mức 10 tỷ đô la Mỹ trong trung hạn. Lễ hội âm nhạc đường phố Zurich là một sự kiện âm nhạc thường niên quy mô lớn ở Thụy Sĩ, bao gồm diễu hành đường phố với hàng trăm nghìn người hâm mộ âm nhạc nhảy múa xung quanh. Sau 2 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, lễ hội này đã quay trở lại, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đã đổ xô đến thành phố Zurich để tham dự lễ hội âm nhạc lớn nhất Thụy Sĩ và châu Âu. Mọi người cùng nhau tham gia diễu hành trên khắp các con phố và cùng nhảy nhót theo những giai điệu âm nhạc điện tử đầy sôi động. Sự kiện không chỉ là nơi kết nối với những người yêu thích âm nhạc, mà còn trở thành một dấu ấn văn hóa đặc sắc của thành phố, giúp thúc đẩy du lịch địa phương. Những người yêu hoa ở Medellin, thành phố lớn thứ hai ở Colombia, đã đến với lễ hội hoa thường niên vào tháng 8 ở nước này. Như thường lệ, ở thời điểm này, thị trấn Santa Elena, cái nôi của nghệ thuật trưng bày dòng hoa của Colombia, lại ngập tràn trong muôn vàn sắc hoa rực rỡ. Các nghệ nhân thuộc nhiều nhà vườn trồng hoa đã miệt mài chuẩn bị cho những dòng hoa đầy công phu mà người bản xứ gọi là Sileta này. Những dòng hoa truyền thống với đủ thể loại, màu sắc đã xuất hiện tại lễ hội rước hoa vô cùng tưng bừng, nơi các nhà sản xuất giới thiệu về thương hiệu hoa của mình, cũng như tôn vinh tình yêu và đam mê cống hiến cho nghề trồng hoa. Người chiến thắng trong lễ diễu hành cũng là người sáng tạo những Sileta độc đáo và đẹp nhất. Tại Colombia, lễ hội hoa Medellin hàng năm đã trở thành sự kiện quốc gia,
nhằm thúc đẩy du lịch văn hóa, xuất khẩu và nâng cao thương hiệu hoa của quốc gia Nam Mỹ này. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.